Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật ký chiều ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 23 tây tháng 1 năm 2020. Chương trình này được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên, thì Phong mượn một cái bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay là Hoa Kỳ đã bổ nhiệm một đặc sứ đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc. Và vị đặc sứ này từ Bộ Ngoại giao sẽ phụ trách việc mà chống lại vấn đề thao túng đầy ác tính của Trung Quốc tại cơ chế Liên Hiệp Quốc. Và vị đặc sứ này có tên là Mark Lambert, được xem là một nhân vật khá cứng rắn, từng là đặc sứ của Hoa Kỳ tại Bắc Hàn. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ sau khi giải quyết các cái mặt trận đối với Trung Quốc, thì bây giờ tới phiên mặt trận quan trọng nhất là mặt trận chính trị và pháp lý. Trước đây thì chúng ta đã thấy là khi mà Phong đã đưa cái bài phân tích rất nhiều lần cho các bạn và khán giả biết là Hoa Kỳ đã chuyển đổi chính sách sau khi mà chuyển trục về Á Châu đối với Trung Quốc. Tức là Trung Quốc đã không còn là một đối tác thân thiết của Hoa Kỳ nữa, mà họ sẽ là một đối thủ của Hoa Kỳ. Và khi chuyển trục về Á Châu và biến Trung Quốc trở thành đối thủ, thì Hoa Kỳ cần thay đổi chính sách đối với Trung Quốc. Thì việc thay đổi chính sách này đã thể hiện rõ trong suốt hơn một năm qua. Tức là khi Tổng thống Trump bắt đầu khơi dậy một cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc là giải quyết rõ ràng tất cả các điểm về kinh tế với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đã liên tục vận động các quốc gia thuộc khối Đông Nam Á, khu vực Nam Thái Bình Dương là chống lại tầm ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc trên khu vực này. Và chính Hoa Kỳ cũng đã đích thân đưa mạng lưới quân sự của mình gia tăng tại khu vực này để đề phòng sự bành trướng của Trung Quốc ở các khu vực, gồm có khu vực Biển Đông và khu vực Nam Thái Bình Dương. Đây là cái điều rất rõ nét trong suốt một năm qua. Chúng ta đã nhìn thấy được sự hiện diện của Hoa Kỳ và sự vận động của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, hai đời Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là James Mattis và ông Mark Esper đều có đi vận động tối đa với các quốc gia ở khu vực Á Châu là chống lại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông và trên Nam Thái Bình Dương. Thì hai hồ sơ này, Hoa Kỳ đã có một cái thái độ rất rõ rệt đối với Trung Quốc, tức là đã phân ra rất rõ ràng. Tuy nhiên, cái hồ sơ được xem là phức tạp nhất và khó khăn nhất, đó là giai đoạn sau cùng, vấn đề pháp lý và chính trị. Vận động pháp lý và chính trị thì phải vận động ở những định chế trên thế giới, và những định chế này gồm có đứng đầu là Liên Hiệp Quốc, đứng nhì là WTO, và đứng thứ ba là các cái thỏa ước đồng minh của Hoa Kỳ. Trong đó nổi bật nhất là cái thỏa ước về của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO. Thì ba cái nơi này là ba cái nơi mà Hoa Kỳ cần phải vận động về chính trị và pháp lý. Thì ngay từ bắt đầu từ đầu năm, tức là hôm nay là coi như tháng đầu năm, là Hoa Kỳ đã khởi động cái chiến dịch về pháp lý và chính trị để bắt đầu đẩy Trung Quốc ra một cái thế rõ ràng hơn, không để cho Trung Quốc thao túng những cơ chế này. Và việc bổ nhiệm vị đặc sứ đầu tiên vào Liên Hiệp Quốc nằm trong cái bối cảnh này, tức là bắt đầu Hoa Kỳ trong năm nay và năm tới có thể là sẽ là cái chiến dịch gọi là vận động pháp lý và chính trị để bắt đầu đẩy Trung Quốc ra một cái thế rõ nét hơn, là cái thế đối thủ của Hoa Kỳ, tức là một rival, không còn là một partner nữa, tức là không còn là một đối tác nữa, mà là một đối thủ, để các quốc gia ở Liên Hiệp Quốc có thể nhìn rõ hơn cái quan điểm của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc như thế nào, trước khi mà chúng ta bắt đầu Hoa Kỳ sẽ có những cái bước cứng rắn hơn. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Bước qua cái đề tài ngày thứ hai ngày hôm nay, thì mấy ngày hôm nay liên tục thì những báo chí mà thuộc giới trung hữu, tức là có một cái quan điểm trung dung, không nghiêng phía tả cũng không nghiêng phía hữu, thì nhưng mà có một cái quan điểm tương đối hơi bảo thủ, thì đã liên tục đưa tin về cái phiên tòa xét xử bà Meng Wanzhou, tổng giám đốc tài chính của công ty Huawei, đang bị bắt giữ tại Canada và đang chờ xét xử để xem có dẫn độ bà này trở về Hoa Kỳ chịu các cái án truy tố tại Hoa Kỳ hay không. Từ Hoa Kỳ thì bà này bị truy tố gồm 3 tội danh chính thức, nhưng mà 3 tội danh là 3 tội danh chính thức. Trong 3 tội này
cộng thêm các tội phụ, cho nên nó cộng ra thành nhiều tội trạng. Ba cái chính thức. Thứ nhất là vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với Iran. Cái thứ hai là thiết lập hồ sơ lừa gạt ngân hàng. Thứ ba là đánh cắp những cái bí mật thương mại của Hoa Kỳ. Đặc biệt là cái trường hợp của công ty T-Mobile từ năm 2012. Thì đây là ba cái hồ sơ chính mà bà này đang phải đối diện trên tòa án ở Canada. Từ ba tội này nó đẻ ra những tội phụ, tội nhỏ, cộng lại hết là 23 tội danh từ hai tòa án. Một tòa án ở Brooklyn, New York, và một tòa án ở Seattle, tiểu bang Washington State, nơi mà hãng T-Mobile có tổng hành dinh của họ đặt tại đây. Ok, và T-Mobile đã từng đệ đơn kiện về cái việc mà vi phạm bản quyền, đánh cắp cái công thức robot của họ năm 2012, nhưng bị chính quyền của Obama đè lại và T-Mobile đã không khởi kiện được. Thì bây giờ nó đã được lập trở lại. Ok, rồi hai cái vụ án kia là xử ở tòa New York, 13 tội danh. Thì 13 tội danh đó thật sự nó tập trung vào hai tội. Thứ nhất là ngang nhiên vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với Iran, và thứ hai là lừa gạt hệ thống ngân hàng. Đây là ba tội danh chính tôi nêu nổi bật trong cái vụ án xét xử, bắt đầu chính thức xét xử từ hôm 20 tháng 1 vừa qua. Ok, tại sao hôm 20 tháng 1 mới gọi là chính thức xét xử? Trong suốt một năm qua, kể từ ngày 1 tây tháng 12 năm 2018, thì bà Meng Wanzhou đã bị bắt giữ tại phi trường Vancouver sau khi có cái lời yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với Canada là bắt giữ bà này dẫn độ về Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ và Canada có cái hiệp ước dẫn độ cho những kẻ mà gọi là tổ chức tội phạm quốc tế, cộng thêm là vi phạm những cái luật lệ của Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ và Canada đã có cái hiệp ước này. Do đó, nhưng để thực hiện cái hiệp ước nó cũng không phải dễ dàng. Tại vì phía Hoa Kỳ phải chứng minh đầy đủ những cái bằng chứng chứng minh thì Canada mới cho phép dẫn độ. Chứ không phải yêu cầu dẫn độ là dẫn độ. Tại vì hoặc Canada là một quốc gia có chủ quyền độc lập rõ ràng của họ. Khi mà họ ký hiệp ước dẫn độ thì họ phải verify là không có tình trạng lạm dụng ở trong cái hiệp ước dẫn độ này. Chính vì vậy mà họ chừa ra một cái không gian hơn một năm để cho hai bên nộp hồ sơ, phía Hoa Kỳ nộp hồ sơ chứng minh bà kia là có tội. Ngược lại, bà Meng Wanzhou cũng có cái toán luật sư của bà ta nộp hồ sơ vô và chứng minh là bà này vô tội, để hai bên nộp hồ sơ và bổ túc tất cả các hồ sơ. Rồi cái phiên xử sẽ diễn ra và đã diễn ra ngày 20 tháng 1 vừa rồi. Và vừa rồi thì phía đầu tiên hết là luật sư biện hộ. Luật sư biện hộ đã đưa ra những cái lời biện hộ dành cho bà ta. Rồi bây giờ tới phiên phía công tố viện, tức là đại diện cho Bộ Tư pháp của Canada và Hoa Kỳ, đưa ra bản cáo trạng để mà bắt đầu tranh cãi. Và cuối cùng, bồi thẩm đoàn và quan tòa sẽ quyết định có nên dẫn độ hay không. Thì đó là toàn bộ quá trình cho các bạn hiểu rõ về cái vụ án này. Thì ở trong đây tôi đọc bản tin này, tôi thấy có những cái điều rất thú vị và có thể mình đưa ra phân tích chia sẻ với các bạn, để tức là chúng ta share với nhau về những cái kỹ thuật đánh trên tòa, để chúng ta có thêm được những cái kiến thức tốt về cái hệ thống pháp lý của những quốc gia có một cái nền tư pháp rõ nét. Nhiều người sống ở Mỹ cũng chưa chắc nắm được những điều này, chứ đừng nói những người bên Việt Nam. Tại vì khi hệ thống tư pháp làm việc thì nó như thế nào, và các luật sư khi nhận case hay là các công tố viện khi nhận case, họ biết cái điểm nào là điểm chánh. Ok, bây giờ tôi nói về phía luật sư của bà Meng Wanzhou trước, rồi tôi mới nói về cái phía của bên công tố viện sau. Trong mấy ngày đầu khi cái phiên xử mở ra thì luật sư của bà Meng Wanzhou đã tập trung rất nhiều vào cái hồ sơ mà bà này phạm tội lừa gạt ngân hàng, tức là cái lời khai gian của bà ta với lại ngân hàng HSBC tại Hồng Kông, khi bà ta đứng tên và mở ra một cái tài khoản dưới cái tên công ty là Skycom Tech, và đây là bà ta xem đây là công ty riêng của bà ta, và bà ta mở công ty này và ghi danh với ngân hàng HSBC, mở tài khoản ở đây, nơi mà công ty Huawei cũng có tài khoản ở ngân hàng này, để cho các bạn hiểu rõ. Và khi mà bà ta sử dụng cái này
thì bà ta khai rằng là công ty Skycom là một công ty độc lập và là đối tác, tức là partner với công ty Huawei. Và khi đó thì công ty Skycom Tech này làm ăn trực tiếp với lại Iran. Họ đã cung cấp rất nhiều những thiết bị viễn thông cho Iran. Và những thiết bị về máy computer nữa, chứ không phải riêng về viễn thông không, cho Iran. Và đổi lại Iran phải trả tiền cho họ, tức là họ bán cho Iran. Thì khi họ bán cho Iran để đổi lại ra thì Iran chuyển tiền, là chuyển tiền cho họ vào cái tài khoản của công ty Skycom Tech. Rồi bà này thiết lập cái hồ sơ quan hệ kinh tế giữa Skycom Tech và công ty Huawei, để rồi đã nói rằng ô, những thiết bị này chúng tôi mua từ Huawei để chúng tôi cung cấp cho công ty ở bên Iran. Do đó thì tiền chuyển vô công ty Skycom Tech, rồi sau đó từ Skycom Tech chuyển qua cho Huawei. Tức là công ty này là công ty gián tiếp ở giữa giữa Huawei và Iran. Thì khi mà bà ta lập ra như vậy, sau đó thì bùng một cái là công ty cái ngân hàng SSBC họ thắc mắc và họ âm thầm mở cuộc điều tra nội bộ. Thì sau 2 năm điều tra nội bộ thì họ có cả một cái tập hồ sơ dày và họ đánh giá rằng bà này đã khai gian. Tức là công ty Skycom Tech này không phải là của cá nhân bà ta, mà là do công ty Huawei mượn bà ta đứng ra lập, được xem là công ty con của công ty Huawei chứ không phải là đối tác của công ty Huawei. Tại vì họ đã có nhiều hình ảnh chứng minh cái quan hệ giữa hai bên. Không những là trên cái vấn đề kỹ nghệ tài chánh, mà kể cả cái việc giao hàng, dùng chung một cái kho hàng. Rồi tất cả đều mặc dù là ví dụ, tại sao họ điều tra được? Là ví dụ như một cái order từ Iran, order đại khái là 500 cái phone hay 1.000 cái phone đi. Thì thay vì trên nguyên tắc là công ty Huawei phải chuyển 500 1.000 cái phone đó cho công ty Skycom Tech, rồi có cái invoice, có cái receipt đàng hoàng và giá cả bao nhiêu, nó phải rõ ràng như vậy. Rồi từ công ty này chuyển qua tới Iran. Nhưng mà trong cái cuộc điều tra của SSPC, họ phát hiện là hai công ty này dùng chung kho hàng. Tức là họ không cần phải có cái order đó nữa. Ok? Và chỉ trong cái invoice chỉ đề là assign, tức là đưa qua cho bên phía Skycom Tech là bao nhiêu cái phone, bao nhiêu cái máy, bao nhiêu cái gì đó. Rồi Skycom bắt đầu lên nguyên cục đó về đi gửi cho phía Iran. Thì SSBC đã tốn 2 năm. Thì sau khi mà bà Meng Wanzhou bị bắt giữ ở tại Canada, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu SSBC cung cấp toàn bộ những cái gì liên quan tới công ty Huawei và công ty Skycom Tech theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thì lúc đó ngân hàng SSBC đã cung cấp cái tập tài liệu 2 năm điều tra của họ cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thì đó là chứng minh bà này đã lừa gạt ngân hàng. Nhưng trong cái lời cãi của luật sư thì bà luật sư nói rằng việc khai gian này không phải là hành động lừa gạt. Và ông ta gần như trong từ ngày mở tới bây giờ, ông ta chỉ tập trung vào một cái tội duy nhất của bà ta là cái tội khai man thôi. Cái tội khai man và lừa gạt, ông ta cố tình định nghĩa theo một hướng khác. Định nghĩa theo một hướng khác để tránh cái tội lừa gạt ngân hàng. Lý do tại sao? Một lát tôi giải thích tại sao ông ta không nhắc tới cái tội mà bà ta buôn bán với lại Iran, vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Ông ta không nhắc tới cái chuyện mà đánh cắp tài các cái bí mật thương mại của công ty T-Mobile của Hoa Kỳ. Một lát tôi sẽ giải thích. Bây giờ tôi giải thích cái khía cạnh pháp lý từ hôm 20 tới bây giờ. Hôm nay là 23, tức là phiên xử diễn ra 3 ngày rồi. 4 ngày rồi. Thì ông ta tập trung vào điểm này rất nhiều. Ông ta không nhắc nhở gì những chuyện khác hết. Đây là phần gọi là biện hộ của luật sư của bà Men Quang Du. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần cáo buộc của phía công tố Việt. Nghe các bạn. Rồi lúc đó chúng ta sẽ hiểu được tại sao ông luật sư kia làm như vậy. Trong cái phần cáo buộc của công tố viện cũng tập trung vào hồ sơ này. Họ chứng minh đầy đủ tất cả các điểm bà này đã khai gian như thế nào, khi lập công ty Skycom Tech ở SSBC như thế nào, bà ta điền đô và bà ta đã ký tên là như thế nào, và cuộc điều tra của SSBC điều tra nội bộ đó, tức là cái bản điều tra đó không có leak ra bên ngoài và nó được cung cấp cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và trong đó toàn bộ thì phía
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Công tố viện đã chứng minh đầy đủ tất cả các cái mối quan hệ giữa công ty Huawei và công ty Skycom, chứng minh rằng hai công ty này là một. Công ty Huawei là công ty mẹ và công ty Skycom Tech là công ty con, chứ không phải là hai công ty riêng biệt. Bởi vì thứ nhất, cá nhân của cái người lập ra cái công ty Skycom Tech này là tổng giám đốc điều hành về tài chính của công ty Huawei, tức là đích thân bà Meng Wanzhou. Bà ta cũng là người giữ cổ phần lớn nhất của công ty Skycom Tech. Và bà ta lại là con gái của nhà sáng lập công ty Huawei nữa, tức là Nhậm Chính Phi. Thì thứ hai là những cái hình ảnh chứng minh là nhân viên của hai bên làm việc gọi là overlap với nhau. Tức là đôi lúc sẽ nhân viên của Huawei được điều qua làm việc ở công ty của Skycom Tech, và đôi lúc một số công nhân viên của Skycom Tech cũng được điều qua làm việc ở công ty Huawei. Trong những cái văn bản mà họ assign, tức là họ chuyển người đó, họ di chuyển, các bạn gọi là di chuyển công tác đó, ở cái công ty, hai công ty này. Rồi họ dùng chung những cái kho hàng ở tại Trung Quốc. Và thậm chí là họ còn vô sử dụng luôn cả cái nhà máy sản xuất chung luôn. Thì tất cả những điểm này cũng đều chứng minh là bà này đã khai gian, và hành động khai gian này rõ ràng là mang tính chất lừa gạt ngân hàng, tức là fraud, bank fraud. Lừa gạt ngân hàng tức là bank fraud. Và chứng minh rằng là đây là một công ty trá hình. Nó là công ty con của công ty Huawei. Thì phía Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chứng minh đầy đủ. Bây giờ giải thích cho các bạn biết lý do tại sao mà cả hai phía công tố viện, tức là phía mà truy tố và phía luật sư biện hộ, không tập trung hai cái điều kia mà chỉ tập trung duy nhất một cái điều là cái việc lừa gạt ngân hàng của bà này. Ok. Rồi. Ok, cả hai đều tập trung vào cái điểm này. Hai điều kia, thứ nhất là vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với Iran. Thứ hai là đánh cắp và làm gián điệp về thông tin. Làm gián điệp về thông tin tức là làm gián điệp về đánh cắp thông tin và đánh cắp bí mật thương nghiệp. Bà này là người chịu trách nhiệm. Ok. Ok các bạn, rất rõ ràng và rất dễ hiểu. Bởi vì luật của Canada, căn cứ trên cái tình trạng của Canada, Canada không hề có lệnh cấm vận đối với lại Iran. Do đó, nếu bắt giữ bà Meng Wanzhou bằng lệnh cấm vận, vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, thì Canada không có lệnh cấm vận. Chính ra Canada không có lệnh cấm vận với Iran. Do đó, Canada không có quyền bắt giữ bà này. Chính vì vậy mà luật sư biện hộ, họ nhắm vào cái điểm mà bà này có thể bị dẫn độ là cái bank fraud thôi. Và cái thứ hai là cái việc đánh cắp cái tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, thì cái bằng chứng nó bị lắc, tức là nó bị có thể bị thiếu. Cho nên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã không nhắm vào cái này, mà chính Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định cái việc mà bà này lừa gạt ngân hàng, nó chính là cái heart of the case, tức là nó là cái điểm trung tâm của cái vụ án này. It's not the Iran sanction, là tức là không phải liên can tới lệnh cấm vận của Iran, mà cũng không liên can tới việc mà đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, mà chính là cái bank fraud, nó là cái heart of the case, tức là cái trái tim ở giữa của cái vụ án này. Đây là phía khẳng định của phía Hoa Kỳ. Thì rõ ràng là thứ nhất là cái vụ án mà đánh cắp cái tài sản trí tuệ này, nó vẫn somehow, tức là đôi lúc là phía T-Mobile thì đánh giá là họ có đủ bằng chứng. Nhưng với cái nhìn của một công tố viện và Bộ Tư pháp, họ vẫn nhìn được những điểm hở, và họ thấy rằng những điểm hở này chính là thiếu bằng chứng. Nếu bám vào chỗ này, bà ta có thể thoát tội. Nếu bám vào trong cái việc mà bà ta vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran, thì Canada với Iran lại không có lệnh cấm vận. Cho nên Canada không thể bắt giữ bà ta. Vì vậy mà luật sư của bà này nhìn rõ vấn đề là cái điểm khiến bà ta bị dẫn độ là cái bank fraud, tức là cái lừa gạt ngân hàng. Bởi vì lừa gạt ngân hàng đó là một tội ác. Và cái tội ác này nó nằm trong cái hiệp ước dẫn độ của Hoa Kỳ và Canada. Chính vì vậy mà luật sư của cả đôi bên đều tranh cãi trên cái điểm này. Nhưng mà phía luật sư của bà Meng Wanzhou có vẻ yếu hơn. Họ chỉ nói rằng cái hành động khai man của bà ta, nó không được định nghĩa là một hành động lừa gạt ngân hàng. Ngược lại, Bộ Tư pháp đã đưa ra một cái điểm rất khô khan, và họ bám chắc vào điểm đó. Họ nói khai gian tức là lừa gạt.
hai bên đều khẳng định những cái khác nhau. Bên phía luật sư của bà Man Wang Yu có vẻ thiếu thuyết phục hơn, là chỉ nói rằng là ok, bà khai man, nhưng mà cái khai man này không có ý nghĩa, tức là bà chưa khai hết. Tại vì SSBC không hỏi tới. Nếu SSBC hỏi tới thì bà sẽ khai hết. Ồ, chúng tôi lập như vậy cho nó rõ ràng đôi bên. À, nó vẫn là công ty con của công ty Huawei, nhưng mà để cho nó rõ ràng đôi bên thì chúng tôi khai như vậy thôi. Tại vì SSBC đâu có hỏi tới đâu. Do đó, không có thể định nghĩa là tôi lừa gạt được. Ngược lại, phía Hoa Kỳ nói sự che giấu và chứng minh những cái điểm này ABCD cho thấy rằng là bà này đã khai gian và che đậy rất nhiều. Cái việc mà họ đã đưa nhiều hình ảnh chứng minh, đây là cái cuộc điều tra riêng của công ty SSBC, ngân hàng SSBC. Do đó, ở những cái điểm này cho thấy rằng là hai bên cãi qua cãi lại chỉ trên cái điểm này. Chứng tỏ rằng gì các bạn? Coi như cái giai đoạn đầu đã xong đó. Ở trong cái bản tin chiều ngày hôm nay á, là cái first phase của cái việc xét xử dẫn độ này đã xong cái công đoạn đầu. Thì các bạn thấy rõ ràng ở cái giai đoạn đầu thì đôi bên đã xong, thì trong vài ngày nữa sẽ có những cái quyết định và những cái phán quyết thì mình chưa biết được như thế nào. Nhưng mà dựa trên cái này thì chúng ta học được bài học là các công tố viên hay là các luật sư khi đánh vào một cái điểm nào đó thì họ bám rất rõ ràng cái điểm đó có gây tác dụng lớn hay không. Có gây tác dụng lớn về cái yếu tố pháp lý hay không. Thì cái đó là cái mà quan trọng nhất. Và hai bên đã làm, các bạn thấy là luật sư đại diện cho bà Man Wang Yu là ai? Là người đã làm trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Từng là cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, từng là Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ. Ông ta bây giờ đại diện cho công ty của Huawei và bà Man Wang Yu. Ông ta biết được cái điểm nào là cái điểm mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ đánh vào. Do đó, đây là một cái vụ án tương đối là chúng ta học được nhiều tính chất pháp lý. Khi mà đưa ra thì rất là nhiều tội danh. Tức là giống như là bắn đồ giả lên nhiều. Chỉ có một trái hỏa tiễn là thật. Còn 20 trái hỏa tiễn là hỏa tiễn giả thôi. Nhưng mà nếu trái hỏa tiễn thật mà bắn trúng thì tất cả hỏa tiễn giả nó biến thành hỏa tiễn thật. Còn trái hỏa tiễn thật mà bắn trật thì coi như xong. Đó là cái cách mà kỹ thuật các luật sư đánh ở trên tòa. Tại sao tôi đem cái vụ án này lên để mà tôi phân tích cho mọi người hiểu? Thứ nhất, để cho các bạn thấy cái yếu tố pháp lý rất quan trọng. Nó có hai điểm, nó có 3 điểm mà tôi đưa ra trong cái vụ án này. Thứ nhất, để cho các bạn thấy cái tinh thần làm việc của Bộ Tư pháp và cái ngành tư pháp độc lập nó như thế nào. Các bạn thấy không? Bộ Ngoại giao, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ Canada không thể xen vào được. Tất cả đều do luật sư của đôi bên và quan tòa, bồi thẩm đoàn quyết định. Nó không có liên hệ tới bất cứ một chính phủ nào hết. Đây là cách làm việc của một nền tư pháp độc lập đó các bạn. Tôi đưa ra để cho các bạn nắm rõ cái yếu tố về tư pháp độc lập là cái gì. Thứ hai là cái điểm mà tôi đưa ra là cái kỹ thuật của các luật sư khi mà họ tập trung vào một cái điểm nào. Thì chúng ta thấy rõ rét tại sao có tới 23 tội danh. 3 tội nổi bật mà sao cứ nhắm vô cái tội mà bank fraud không à. Tức là lừa gạt ngân hàng không à. Mà không nhắm vô hai cái tội danh kia. Thì bây giờ các bạn hiểu được lý do tại sao. Tại vì các luật sư họ đã làm việc trên giấy tờ hết rồi. Cái vụ mà đánh cắp này đó thì somehow nó chưa đủ bằng chứng. Có thể bị thiếu hụt. Còn cái vụ mà vi phạm lệnh cấm vận với Iran đó thì Canada lại không có lệnh cấm vận với Iran. Canada tuân thủ cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ nhưng Canada lại không có cái lệnh cấm vận với Iran. Do đó nếu mà bắt giữ về tội danh này Canada không có quyền bắt, phải thả ra ngay lập tức. Thì các bạn thấy cuối cùng là cái bank fraud là cái nằm trong hiệp ước dẫn độ và là cái tội mà Canada có quyền bắt giữ. Khi phạm cái tội mà lừa gạt ngân hàng là Canada có quyền bắt giữ. Ok, để chứng minh cái góc cạnh pháp lý đó. Để gạt tất cả những cái biện hộ của luật sư ra. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba liên quan tới Việt Nam. Rất nhiều bạn ở trong cái comment của tôi và ở trong inbox cứ nhắc đi nhắc lại cái hiệp định Paris năm 1973. Thì từ cái vụ án Man Wang Yu này, tôi muốn chứng minh cho các bạn thấy cái điểm nào trong cái hiệp định Paris năm 73 được xem là thế mạnh để buộc Cộng sản tuân thủ đây. Chúng ta không có. Tại vì bây giờ nếu hỏi tới đại diện của thể chế Việt Nam Cộng Hòa là ai? Chúng ta không có. Chúng ta không có chính danh. Chúng ta đã mất hết rồi. Những vị cựu lãnh đạo của miền Nam Việt Nam đã chết hết rồi.
Cho nên những bạn nào mà đưa lên cái vấn đề của Hiệp định Paris năm 1973 là bám vào một cái điểm mà hư vô, cuối cùng là cái vụ án bị dục vô thùng rác. Các bạn phải nhớ, Hoa Kỳ có điểm mạnh ở cái vụ án này, mà bây giờ họ chỉ bám vào một điểm thôi. Thì tất cả những điểm khác họ gạt ra hết. Thì các bạn hiểu được cái cách mà tranh biện trên tòa, một cái điểm mạnh nhất là đủ rồi. Không cần phải chụp giật quá nhiều điểm để đưa ra. Mà trên lúc mà lúc đánh trận trên tòa, tức là trận pháp lý, chỉ một điểm mà thôi. Thì để cho mọi người hiểu được cái cách đấu tranh và cái cách mà làm việc của hệ thống tư pháp nó như thế nào. Ok các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều cho buổi chiều tối ngày hôm nay. Và một lát nữa Phong sẽ trở lại trong cái phần tin cập nhật buổi tối lúc 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas, có nghĩa là một tiếng đồng hồ nữa. Các bạn có thể đem cái đề tài chiều ngày hôm nay lên để chúng ta tiếp tục nói chuyện. Hoặc là các bạn có thể dựa trên những cái bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay để chúng ta có thể comment và thảo luận. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Mến chào mọi người. Bye bye.